kính dòng mây. Đây rồi. Đấy, quầy bán vé của khu du lịch cầu kính dòng mây Sapa. À, rồi, sẽ đến Lai Châu. Cầu kính dòng mây Lai Châu. Chị ơi, nếu như không lên cầu kính, các bạn xem giá vé. Giá vé người lớn 400, trẻ em 200, trẻ em dưới 1 mét cũng miễn phí. Thank you.
Em ơi, không, đừng cho cao quá mà, chơi bình thường thôi. Được rồi em ơi, cao rồi đấy, được rồi đấy. Tập trung. Ôi, nó chơi mẹ nó còn chửi um lên. Thôi, cho nó chơi. Có quay lại đây rồi.